Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh so kè nhan sắc, khí chất chủ nhân tượng vàng Oscar lấn át đàn em. Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh đang là hai diễn viên châu Á nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Trong khi Song Hye Kyo oanh tạc mảng truyền hình bởi sự thành công rực rỡ của The Lory, thì Dương Tử Quỳnh lại thắng lớn tại giải thưởng Oscar năm nay. Thế nhưng ít ai biết rằng hai người phụ nữ tài năng này từng có dịp chung khung hình so kè nhan sắc. Mới đây, một số bức hình chụp của Song Hye Kyo và đàn chị Dương Tử Quỳnh được đăng tải trở lại. Có thể thấy nữ diễn viên hậu duệ của mặt trời mặc trang phục váy ngắn, búi tóc phía sau để lộ gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Trong khi đó, Dương Tử Quỳnh lại sử dụng đầm lệch vai làm tóc xoăn bồng bềnh. Khi đứng bên cạnh Song Hye Kyo, không ai nghĩ chủ nhân của tượng vàng Oscar lại hơn đàn em đến tận 19 tuổi. Xét về vóc dáng cũng như khí chất, Dương Tử Quỳnh được đánh giá nhỉnh hơn so với Song Hye Kyo. Có thể nói dù ở bất kỳ độ tuổi nào thì khí chất của Dương Tử Quỳnh vẫn luôn khiến nhiều người trầm trồ. Sau lễ trao giải Oscar trong buổi phỏng vấn với Women's Health ngày 17 tháng 3, diễn viên nói về thói quen làm đẹp duy trì nhiều năm qua. Kem dưỡng và tinh chất làm mịn da, chống lão hóa là thứ không thể thiếu trong tủ đồ của cô. Quỳnh không chỉ đắp mặt nạ cho mặt mà còn cho mắt, cổ, cằm. Và những ngày đi du lịch hoặc làm việc ngoài trời nhiều, cô đắp 2 lần vào sáng và tối trước khi ngủ. Tôi đắp cả trước khi trang điểm để có một lớp nền mướt và mịn. Tôi luôn mang theo mặt nạ mắt để tranh thủ đắp ở trường quay. Ngoài ra tôi không thể đi ra ngoài mà không thoa kem chống nắng. Tôi học được điều này từ bà tôi, cô nói. Để duy trì vóc dáng, diễn viên chọn yoga, thiền, tập cardio, boxing, đi bộ nhanh khoảng 6 đến 9 km một ngày. Theo cô, tập thể dục 2 tiếng mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe khoắn mà còn giúp da đẹp hơn, luyện sự tập trung tốt hơn. Trong phỏng vấn với tạp chí Vogue năm ngoái, cô nói trẻ lâu nhờ thiền. Dương Tử Quỳnh không ăn kiêng nghiêm ngặt mà ăn đa dạng, chú trọng rau củ, trái cây, ít đường, nhai chậm. Cô chia nhiều bữa nhỏ thay vì ăn 2 bữa lớn trong ngày. Khá giống với Dương Tử Quỳnh, Song Hye Kyo cũng vô cùng chăm chút bản thân để duy trì sắc thái luôn tươi trẻ. Theo một bài báo, để sở hữu gương mặt tươi tắn và thần thái như thiếu nữ, Song Hye Kyo thường xuyên sử dụng mặt nạ tự chế để giúp dưỡng ẩm và làm sáng da. Công thức đơn giản được cô tiết lộ chính là trộn một thìa sữa bột, mật ong và một lòng trắng trứng gà sống với nhau rồi thoa lên mặt để trong 20 phút trước khi rửa sạch. Song Hye Kyo chia sẻ, tôi thường sử dụng kem dưỡng và sau đó là mặt nạ. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, làn da của tôi rất săn chắc, ẩm mượt và khỏe mạnh. Bên cạnh việc chăm chút cho ngoại hình, tôi cũng cố gắng tập thể dục nhiều hơn. Tôi hay tập yoga cũng như các bài tập aerobic. Khi có thời gian, tôi thích chạy dọc sông Hàn. Thời điểm này tôi ưu tiên tập thể dục. Tôi cảm thấy như tình trạng da của mình được cải thiện khi tập thể dục và đổ mồ hôi, cô chia sẻ. Dương Tử Quỳnh là diễn viên nổi tiếng người Malaysia. Cô đăng quang Hoa hậu Malaysia vào năm 1983. Khi chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất, Dương Tử Quỳnh gặt hái được vô số thành công. Các tác phẩm mà cô tham gia phải kể đến như Hồi ức của một geisha, Ngọa khổ Tàng Long, Phong Vân 2, Xác ướp 3, Lăng mộ Tần Vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Mọi thứ mọi nơi cùng một lúc. Còn Song Hye Kyo cũng có thời gian hoạt động nghệ thuật mấy chục năm qua. Cô sở hữu trong tay nhiều tác phẩm ấn tượng gồm Trái tim mùa thu, Thế giới họ đang sống, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ của mặt trời, Vinh quang trong thù hận. Về đời tư, Dương Tử Quỳnh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Người đàn ông hiện tại của cô là doanh nhân Jin Todd. Hai người đính hôn năm 2004. Song Hye Kyo kém may mắn hơn Dương Tử Quỳnh. Cô lên xe hoa cùng Song Joong Ki nhưng không giữ được hôn nhân. Năm 2019, Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức đường ai nấy đi. Hiện tại cô tận hưởng cuộc sống độc thân.